Vâng, em Chiến chào tất cả các bác. Nay tối ngày 25 thì em cũng qua những sản phẩm mới về trong mấy ngày này qua. Đây là con quản lý nguồn ổn định điện Ramsar đến từ Nhật Bản L65. Giá rất là tầm tiền nhưng mà những cái dòng này nó rất là hiếm nha các bác. Lâu lâu thì trong lô nó có được con hai con, thì trong lô hàng vừa về trong vừa đợt vừa rồi ấy, nó có một con như thế này để các bác có thể sử dụng nó để làm quản lý nguồn ổn định điện cho nó tốt trong những cái dàn karaoke hoặc là những dàn nghe nhạc. Nếu mà chúng ta để dàn nghe nhạc thì chúng ta gửi quay ra điện 100V nha các bác, rất là mới nha, cực kỳ là xuất sắc luôn. Này có tay còn sắc xe 7 màu này, hàng nội địa Nhật thì bao phê rồi. Và em nó sở hữu tới là 12 cổng nha, 12 cổng kém này. Đấy, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cổng. Đấy. Và đây là những cái gì, cái đây không, mình không có dùng. Mình chỉ dùng cái chức năng là quản lý nguồn và ổn định điện của sản phẩm. Vâng, và chỉ có 1 triệu rưỡi thôi nha các bác, 1 triệu rưỡi thôi. Các bác nghe chính xác, các bác mua được một con quản lý nguồn hàng xịn, nội địa Nhật 100V, chỉ giá 1 triệu rưỡi thôi. Đấy, tất cả nguyên zin và máy rất là đẹp. Những con này tuy nó rẻ nhưng mà không phải lúc nào nó cũng có nha các bác, nên các bác nào đang cần và chưa có những cái thiết bị này ở trong gia đình thì liên nhanh tay liên hệ cho em qua hai số này thì chuyển khoản cho em ship hàng tận nơi cho các bác nha. Các bác cho em địa chỉ ship hàng tận nơi, giao hàng tận nhà cho các bác, tất cả hoạt động hoàn hảo và nguyên zin, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, tất cả đó là bên em bảo hành cho các bác luôn nha. Tay có tay những con này còn bé mèo luôn này, rất là mới nha. Rồi em sẽ đem mở bên trong này các bác cần xem cái cấu hình và những cái quản lý và cái điều khiển bên trong của sản phẩm. Vâng, đây là bên trong của con quản lý và lọc nguồn ổn áp để đưa ra lượng điện tốt nhất có thể của hãng Ramsar. Đây bên trong đây là bộ phận khuyển khiển nha các bác, và những con IC đúng không? Đây là phần ổn áp điện để nói chung là của hãng, công nghệ của hãng thì cái cục này là cái cục 30A nha các bác, 30A lọc nguồn điện tới 30A nha, và đưa ra cho chúng ta là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ô kém nha, 12 phím kém. Đấy. Phím kém. Và có một automat thông minh. Có hình nếu mà chập hay là những sản phẩm của chúng ta nó có vấn đề thì nó sẽ tự nhảy nha. Này, mạch mũi rất là đẹp nha các bác, đẹp keng nha, của hãng Ramsar Nhật Bản, điện 100V nha. Các bác lưu ý con này chỉ sử dụng cái điện 100V nha, tại hàng của Nhật. Thì bác nào lấy thì alo cho em nha. Tất cả nguyên zin zin đét hết nha. Đây là phần quan trọng nhất của phần cây lọc nguồn này, quản lý nguồn. Được các em nó tới 12 cái phích cắm luôn. Giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Bác nào lấy về sưu tầm mà để trong phòng, để trong bộ dàn karaoke hay là để một cái góc nào đó để làm quản lý nguồn cho nó ổn định điện thì các bác lấy, chỉ có 1 triệu rưỡi thôi nha. Chúng ta sắm được một con quản lý rất là xịn sò của hãng Ramsar, model là VWUL26. Liên hệ cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.